Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh của mình nha. Chỗ nằm ngủ của mình đây mọi người này. Nằm nghỉ nó rất là khỏe cái lưng luôn. Và video hôm nay á, thì mình muốn làm một cái video cùng tâm sự với các bạn ha, cùng chia sẻ về cái cuộc sống của các bạn đang ở Việt Nam cũng như là cái cuộc sống của mình ở Nhật Bản á. Thì các bạn nào mà theo dõi kênh của mình á, thì cũng xem nhiều cái hoạt động sinh hoạt cũng như là công việc của mình ở bên Nhật Bản này rồi ha. Một số ngày vừa qua các bạn, có một số bạn đang ở Việt Nam á, ở những cái vùng ở tâm dịch đó các bạn, ở ngoài miền Bắc á, ở Bắc Giang hoặc là ở bên Bắc Ninh á, thì có một số bạn á là có đi làm công nhân á ở ở đó rồi, và cái mức lương á, thu nhập á thì nó cũng khá các bạn ạ. Mấy bạn có tâm sự á, đó là làm thì lương cơ bản thì cũng như mọi người thôi, nhưng mà nếu như có tăng ca nhiều á và làm đêm á, phụ cấp này kia vào á các bạn, thì cũng có tháng cũng được 10 đến 12 triệu các bạn. Thì mình thấy như vậy á cũng là tốt rồi, nhưng mấy bạn á thì lại có mong muốn là qua bên Nhật Bản này để làm các bạn ạ. Thì mình cũng tâm sự với mấy bạn đó luôn. Thực sự đây các bạn, ngay cả bản thân của mình cũng vậy thôi. Cái lúc mà ở Việt Nam á thì mong muốn lắm qua Nhật Bản hoặc là qua bên chỗ Hàn Quốc á các bạn, để làm việc, để kiếm tiền. Vì á, cũng xem những cái anh chị á, ở trong làng, ở trong xóm hoặc trong xã ấy, hoặc xem bữa nay thì các bạn xem ở trên kênh YouTube hoặc là trên kênh Facebook ấy, các bạn thấy những cái người đó á, họ ở những cái quốc gia khác á, những đất nước phát triển á, có cuộc sống tốt quá. Từ nhà cửa này, các bạn thấy á, nhà cửa nó cũng đẹp, rồi những cái đồ dùng trong nhà đầy đủ hết cả luôn. Thì ở Việt Nam của mình ha, đất nước chưa phát triển, vì vậy á cái những cái tiện ích đó thì nó vẫn chưa đầy đủ lắm. Và cái phong cảnh á cũng như là cái khí hậu ở bên này á thì tương đối là tốt hơn so với ở Việt Nam rất là nhiều các bạn. Cơ sở hạ tầng á thì nó rất là tốt rồi, không phải bàn cãi làm gì nữa các bạn. Tiện ích thì có đầy đủ hết cả luôn. Nhưng các bạn ạ, thì cái gì nó cũng có cái hai mặt của nó cả thôi. Thì ở bên Nhật Bản này á, thì các bạn đi đâu á, hoặc đi chơi chỗ nào á, giao thông đi lại á, thì nó rất là cao các bạn ạ, chi phí rất là cao luôn, cao hơn rất là nhiều. Thường thường á, các bạn qua bên Nhật Bản này để đi làm á, chẳng qua là các bạn không có tiêu xài hoang phí á, không có đi ăn chơi, uống cà phê hoặc là ăn ở bên ngoài nhiều á, vì vậy các bạn tiết kiệm được nhiều tiền thôi. Cũng như là những cái khoản như là các bạn không đi đám cưới á, hoặc là ma chay cưới hỏi gì đó á, thì các bạn tiết kiệm lại được khoản đó thôi các bạn ạ. Chứ còn nếu như các bạn sống với cái nhu cầu sống của các bạn á ở Việt Nam ấy, giống như là một tuần như vậy á, ăn nhậu một hai buổi á, hoặc là đi uống cà phê, hoặc là ăn ở quán xá này kia, nếu như các bạn vẫn giữ được cái lối sống đó qua bên Nhật Bản á, thì các bạn mình nghĩ rằng á, thu nhập của các bạn cho dù có 20 lá hoặc 30 lá đi nữa thì các bạn cũng không còn dư bao nhiêu đâu. Đó là cái mức sống nha các bạn ha. Thực sự là như vậy các bạn. Đa số lúc mà ở quê thì mong muốn qua một cái mảnh đất mới, nhưng khi các bạn qua bên này rồi các bạn, thì các bạn mới cảm nhận được thì ở đâu cũng như vậy thôi các bạn ạ. Thường thường á, mọi người không muốn trở về Việt Nam á, đó tại vì á, là họ thấy rằng ở bên Nhật Bản này á, có một công việc mình nghĩ không phải là tốt hay là ổn định đâu các bạn ạ, mà là có cái thu nhập nó ổn định, nó cao hơn so với những cái người mà họ đang làm cái công việc, cái trách nhiệm á, như những người này thôi, nhưng mà cái mức lương mà họ nhận lại được á, nó rất là cao các bạn, cao hơn so với Việt Nam á, tầm khoảng 4 đến 5 lần ha, cùng một chức vụ như vậy á các bạn. Thì các bạn cứ tưởng tượng đi, không phải lo nghĩ gì nhiều, mỗi tháng như vậy á thì cứ nhận tiền đều như vậy thôi, sáng đi làm tối về, có bạn nào đi làm cả đêm nữa thì cứ luẩn quẩn như vậy thôi các bạn. Đi làm rồi về rồi ăn uống nghỉ ngơi, lướt web chơi game, xong qua ngày đoàn tháng thôi các bạn ạ. Thực sự ở bên đất nước Nhật Bản này á, thì để mà các bạn đi lại á, hoặc tham gia những cái hội nhóm này kia, giao lưu trực tiếp với các bạn thì rất là khó khăn ha, đi lại nó mất thời gian và tiền bạc của các bạn rất là nhiều luôn. Riêng cái chuyện học tập á, học trực tiếp với các bạn nhé,
hoặc là để các bạn gặp những cái người này người kia để học hỏi trực tiếp á, thì rất là khó các bạn. Còn ở Việt Nam á, thì cơ hội nhiều hơn, đó là các bạn chưa nhìn ra thôi. Thực sự á, mình nói như lúc ban đầu video á, là do ở Việt Nam á, bây giờ hiện tại á, có rất nhiều cái khó khăn. Các bạn nhiều bạn á, không có công ăn việc làm luôn đấy, cho nên nhiều bạn thực sự sống cuộc sống ở bên Nhật Bản này á, không có vui vẻ gì đâu các bạn, thực sự á, không có vui vẻ gì đâu. Xa gia đình này, xa bố mẹ này, rồi là xa bạn bè. Cuộc sống ở bên này á, thì đi làm suốt như vậy á, nhưng mà có những người á, họ thích cái cuộc sống như thế này các bạn ạ. Họ không thích giao lưu với ai cả, họ cũng cũng không có gọi là sống tình cảm á, rồi là gia đình bạn bè này kia họ quen, cho nên họ thấy bình thường. Còn những người á, họ muốn trở về nhưng họ lại tiếc các bạn, tiếc cái công việc á, tiếc cái thu nhập mà họ đang được nhận ở bên Nhật Bản này. Thì đấy, nhiều bạn là lây quân luẩn quẩn ở trong cái hai cái sự quyết định đó như vậy các bạn. Còn đối với mình ha, không có đúng không có sai, mà thực sự các bạn, nếu như các bạn cảm thấy muốn đi á, thì các bạn cứ đi thôi. Còn khi nào các bạn muốn về á, thì các bạn cứ về thôi các bạn ạ. Miễn sao á, cái quyết định của các bạn đó á, là bạn chấp nhận chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của các bạn là được. Còn đối với mình á, thì theo mình nghĩ á, thì khi nào mà các bạn cảm thấy á, nên thay đổi rồi á, thì hãy thay đổi. Miễn sao á, các bạn thích và các bạn chịu trách nhiệm với những cái quyết định đó của mình là được các bạn ạ. Chứ không phải tiền chỉ là một cái khía cạnh nhỏ trong cái cuộc sống này thôi các bạn ha. Nhiều người á, họ mất đi tình cảm gia đình. Những người các bạn, họ có vợ có con thôi nhá. Để mình kể cho các bạn những cái chuyện ngoài lề này. Họ đi qua Đài Loan, vợ hoặc chồng á, đi qua bên này, bên Nhật hoặc là bên Hàn ấy, rồi họ thấy cuộc sống ở bên này khá là tốt, khá là ổn đó các bạn. Rồi nhiều người á, họ không kiểm soát được cái cảm xúc của họ, không kiểm soát được cái tình cảm của họ á. Xa gia đình, xa chồng, xa vợ, xa con này kia vậy á, thì họ nảy sinh tình cảm với những cái người khác giới nữa, thì họ có những cái quan hệ ngoài luồng á, và sau đó họ đánh mất hết cả cái tình cảm gia đình của họ luôn. Đấy các bạn cũng như vậy thôi. Hoặc là những bạn trẻ hơn, có người yêu, nhưng mà ở xa các bạn thì không có thể gọi là chung tình này kia được, và khoảng cách á, thì rất ít bạn mà có thể vượt qua được cái điều đó ha. Thì cũng đau khổ này kia, chia ly này kia các bạn. Đấy, nó có những cái ngoài luồng lắm á các bạn ha. Để các bạn kiếm tiền á, mà để mất đi cái tình yêu, mất đi cái tình cảm, mất đi những cái mối quan hệ xung quanh cuộc sống của mình nữa, thì các bạn hãy tự đánh giá và tự xem xét thôi ha. Còn đối với mình á, thì mình nghĩ rất là thoáng các bạn. Đó là gì? Cái người nào mà cùng các bạn á, vượt khó á, cùng nhau đi lên trong cái giai đoạn tạo lập cái mối quan hệ á, đến khi các bạn cùng nhau á có một cái sự nghiệp ổn định, một cái công việc hoặc một cái gia đình á, ok rồi á, thì thật là tuyệt vời các bạn, thực sự nó như vậy á. Còn nếu như một bạn nữ á, mà họ tự cố gắng á, họ tự bươn tự chải á, đến cái sự thành công trong sự nghiệp của họ rồi á, thì họ cũng không cần những cái người yêu hờ hững nữa các bạn. Thực sự á, đối với họ là họ cần những cái người cần sẻ chia và tâm sự thôi. Và một người đàn ông cũng như vậy thôi các bạn. Họ cũng cố gắng, họ cũng làm việc chăm chỉ á, học tập để phát triển cái sự nghiệp của họ, tiền bạc của họ á. Và cái người phụ nữ á, mà đi cùng họ và quan tâm chia sẻ, sẻ chia những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống đối với họ á, thì khi đến với nhau á, khi ở bên nhau á, thì thật là hạnh phúc luôn các bạn. Còn cuộc sống này á, cứ chỉ có lao đầu vào công việc thôi á, thì nó rất là phí thời gian các bạn. Mình cảm nhận nhiều bạn ở bên này như vậy rồi, họ làm việc rất là chăm chỉ các bạn nhé, họ làm việc họ quên quên cái chuyện mà mối quan hệ gia đình nữa các bạn, quên đi cái tình cảm giữa nam và nữ á, họ quên luôn các bạn. Và có nhiều bạn á, họ chạy theo tiền các bạn ạ, tại vì qua bên Nhật Bản này á, thì nhất là những cái bạn du học sinh á các bạn, là họ có thể làm rất là nhiều việc á, và làm nhiều cái việc ngoài luôn mà nhận bằng cái lương tay á các bạn. Thì họ cố gắng cày rất là nhiều các bạn, và rồi á, họ về còn học hành nữa, họ không có thời gian mà nghỉ ngơi nhiều luôn các bạn. Và năm tháng cứ thế trôi qua thôi các bạn ha. Con người chúng ta là hình thành tất cả vào thói quen các bạn,
cứ làm liên tục như vậy các bạn, cái guồng quay á, nó cứ quay liên tục như vậy á, rồi 1 năm trôi qua một bẩn thôi các bạn ạ, rất là nhanh luôn. Rồi 2 năm trôi qua, rồi nếu bạn nào mà học lên á, để mà lấy cái bằng đại học ở bên Nhật Bản này á, thì học thêm 4 năm chuyên môn nữa các bạn, vậy là mất hết 6 năm. 6 năm đẹp tuyệt vời của các bạn luôn, chỉ có làm và chỉ có tập trung vào học thôi. Rồi đến cái tuổi 30 á, thì lúc đó nhìn đi nhìn lại á, thì bây giờ các bạn nào là gia đình, nào là những cái mối quan hệ tình cảm nam nữ này kia, thì các bạn nhiều khi đã mất đi nhiều cái lựa chọn khác rồi. Và cái tuổi của các bạn á, cái sức khỏe của các bạn á, ngoài 30 rồi á, thì mình nghĩ rằng á, nó không còn có nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn nữa đâu. Đó, còn bắt đầu cùng một quãng đường dài phía trước được các bạn, từ năm 30 tuổi đến năm 60 tuổi của các bạn nữa ha. Đó là mình chia sẻ, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái chủ đề khá là vui ha, chia sẻ với các bạn thôi. Còn các bạn mà xem video của mình á, đang ở Việt Nam mà đang muốn đi Nhật á, thì có thể chia sẻ những cái khó khăn của các bạn, những cái trải nghiệm của các bạn đang ở Việt Nam, hoặc những cái người đang ở Nhật đấy, các bạn có những cái trải nghiệm như thế nào á, thì hãy chia sẻ xuống cái comment á, chúng ta cùng giao lưu ha. Thì thực sự ở bên này á, mong sao mình cũng luôn luôn mong sao các bạn có thật nhiều sức khỏe và vượt qua, cùng nhau vượt qua cái lúc đại dịch như thế này các bạn. Và mình tin rằng các bạn này, mình có cái niềm tin rằng á, Việt Nam của mình cuối năm nay này sẽ có thể miễn dịch cộng đồng được đấy các bạn ạ. Đó là mình có cái niềm tin như vậy ha. Và mình mong rằng á, các bạn cũng có cái niềm tin như vậy ha. Sau khi mình có đọc báo các bạn, thì thấy là Việt Nam mình á, là dự kiến á, là quý 4 năm 2021 này á, sẽ bắt đầu nhập khẩu một số lượng lớn vaccine về để tiêm phòng cho các bạn. Và rất nhiều nước trên thế giới á, thì họ cũng đã công nhận á, nhiều cái vaccine ở các nước á. Ok rồi, thì mình nghĩ rằng á, sắp tới cuối năm 2021 này và đầu năm 2022 á, thì cái dịch bệnh này sẽ ổn thôi các bạn ạ, sẽ kiểm soát tốt thôi. Và mình cũng mong như vậy các bạn ha, để các bạn á, và cũng như mọi người trở lại với công việc bình thường như mọi ngày và đi đến những nơi mà các bạn yêu thích ha. Chứ gần 2 năm rồi ha, gần 2 năm rồi đi đâu cũng kiêng rè luôn các bạn. Hay, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Bây giờ mình xin nghỉ trưa một chút các bạn, nằm xuống cho nó thoải mái cái lưng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, xin chào.